Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan, khám phá một trong những ngôi chùa to và linh thiêng nhất tỉnh Quảng Trị. Đó là ngôi chùa Cam Lộ. Chùa Cam Lộ tọa lạc tại số 102 đường Cần Vương, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đây là ngôi chùa với ngôi bảo tháp giác niên cao nhất Việt Nam. Nói về lịch sử hình thành chùa Cam Lộ thì từ năm 1942, chùa và chi hội Phật học Cam Lộ được thành lập. Tại thời điểm đó, Phật đường vẫn được đặt tại nhà dân. Cho đến năm 1952, chi hội Phật giáo Cam Lộ đã dựng được một ngôi chùa riêng mang tên là chùa Cam Lộ. Và đầu năm 1961, chùa được khởi công xây dựng. Đến ngày 8 tháng 2 năm 1971, chùa được khánh thành. Nhưng đến năm 1972, chùa lại hư hỏng do chiến tranh, bởi Quảng Trị là một mảnh đất chịu nhiều khói lửa của chiến tranh. Từ năm 1975 đến năm 2001, chùa được sửa chữa để cho Phật tử có nơi tế bái. Và đến ngày 19 tháng 9 năm 2002 thì chủ trì của chùa đã lập quy hoạch xây dựng vận động đại trùng tu ngôi chùa. Và đến ngày 14 tháng 7 năm 2006 thì khánh thành. Và năm 2018 chùa lại được tiếp tục trùng tu và mở rộng thành ngôi chùa đại tự uy nghiêm tráng lệ như ngày nay. Chùa có cổng tam quan rất uy nghi và hoành tráng. Trước chùa có tảng đá khắc tên chùa Cam Lộ. Và sân trước chùa có các vườn tượng Lâm Tỳ Ni, Đức Phật Chuyển Pháp Luân, Đức Phật Nhập Niết Bàn và tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Lộ Thiên. Chùa có bảo tháp giác niên 10 tầng, cao 38m. Bảo tháp là nơi tôn thờ chư Phật, Xá Lợi Phật và phụng thờ Đức Đệ Nhị Tăng Thống Nhất Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Niên. Bảo tháp này được xây dựng vào năm 2001 và được khánh thành vào dịp lễ hội Quan Thế Âm Bồ Tát ngày 20 tháng 3 năm 2014. Và tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục ngày 7 tháng 5 năm 2016 là bảo tháp thờ Phật và Xá Lợi Phật cao nhất Việt Nam. Chùa Cam Lộ nằm phía một bên đường Cần Vương, phía trước là đường Mòn Hồ Chí Minh, phía sau là sông Hiếu, sông Cam Lộ. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan khám phá bên trong ngôi chùa Cam Lộ ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Mình sẽ cố gắng tường thuật lại những gì mà mình biết. Trước chùa có tấm bảng đá đề chùa Cam Lộ và cổng tam quan rất hoành tráng, được treo một chiếc chuông ở giữa. Hai bên là thờ hai vị Phật rất là dũng mãnh, uy nghi. Hàng ngày thì cổng tam quan này sẽ đóng lại các bạn. Thế nên bình thường chúng ta tham quan chúng ta sẽ đi ở cổng phụ theo đường này. Đây chính là cái cổng phụ đi vào chùa Cam Lộ. Ở đây có đề là buổi trưa quý vị cần Phật sự gấp đến chùa thì mời bấm chuông ở đây. Tại thời điểm này mình đến thì khoảng tầm 7-8 giờ sáng các bạn. Và đập vào mắt mình đó chính là một vườn cây cạnh rất nhiều chậu hoa được sắp xếp ngăn nắp rất là đẹp.
và đó kế tiếp đó là dãy nhà, trai đường và tăng xá là cái nơi để các cái đồ vật và nơi cho các tăng ni Phật tử ở. Ở ngay bên trái cổng đi vào thì có một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở một vị trí rất là cao và mình sẽ đi lên cái pho tượng này. Đây là đường đi lên pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn. Chúng ta sẽ đi qua một cái cầu nhỏ. Trong này có một cái hang. Cuối cùng mình cũng đã lên đến chân của tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói chung đường đi lên đây khá là nhỏ hẹp nên chỉ có một người đi lên được, nếu mà hai người đi đối diện tránh thì cũng hơi khó. Và đây là quang cảnh nhìn ra từ tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ thì mình đã có mặt ở tầng 2 để đi vào chính điện của chùa Cam Lộ các bạn. Từ vị trí này chúng ta có thể thấy được mặt trong cổng tam quan của chùa Cam Lộ. Và mình sẽ đi lên trên tường thành của cổng tam quan chùa Cam Lộ nhé. Ở đây có một cái chiếc chuông rất là lớn. Và hai bên thờ hai vị tướng đây. Từ cổng tam quan chúng ta có thể nhìn qua sang bên kia chính là tượng Phật, hình như đây là tượng Phật Hoan Lạc thì phải, nằm ở đối diện cổng chùa. Từ sân thượng của tầng 2 chùa Cam Lộ chúng ta có thể thấy được ở đây có rất nhiều pho tượng của các vị Phật đứng hai bên hàng lối ngay lối vào chính điện của chùa. Đây là vườn tượng về cuộc đời của những đức Phật ở bên dưới tầng 1. Đi lên chính điện, chúng ta có thể đi từ trong tầng hầm của tầng 1 đi lên chính điện hoặc là đi từ cổng tam quan vào. Và đây là con đường đi từ cổng tam quan vào. Ở bên hai bên có hai con rồng điêu khắc rất tỉ mỉ và đẹp. Đây là trước cửa cổng chính điện đây các bạn. Khi vào chính điện, bên phải của chính điện là chúng ta bên có phải. Thể ngắm được trai đường và nơi tăng xá, nơi chợ của các bọn tăng ni Phật tử.
bảo tháp Giác Niên. Bảo tháp Giác Niên 10 tầng, cao 38 mét, nơi tôn thờ chư Phật, Xá Lợi Phật. Bên trái chính diện chánh điện. Điện Phật của chùa Cam Lộ là nơi thờ Phật rất là linh thiêng và trang trọng. Ở hai bên trái phải của chánh điện có các cái quẻ bói để cho du khách tới đây có thể bói cho mình một quẻ, và ở ngay bên cạnh là có những tờ giấy đã được dạy quẻ sẵn. Điều này rất tiện cho việc khi các du khách đến đây bói quẻ. Bên đây thì video bay Phật La Cam và khám phá ngôi chùa Cam Lộ ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị của mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.